Thưa quý vị, cuối tuần này nhiều kỷ vật, trong đó có chiếc nhẫn vàng nạm kim cương của ông vua nhạc rock and roll Elvis Presley và một bức thư do nhạc sĩ của nhóm Beach Boy Brian Wilson viết sẽ được đấu giá. Theo bà Brigitte Cruz, nhà sáng lập sàn đấu giá Cruz GWS, sẽ có 400 món đồ được bán trong đợt đấu giá này. Trong đó, số tiền từ đấu giá chiếc nhẫn đính kim cương của Elvis Presley có thể từ 35.000 đến 60.000 đô la Mỹ. Bà Cruz cho biết, đồ trang sức của ông vua nhạc rock and roll Elvis Presley lâu nay vẫn là tài sản có giá trị nhất khi giá trị sau mỗi lần đấu giá đều tăng lên rất nhiều. Ngoài chiếc nhẫn này, một chiếc micro và một lọ thuốc có ghi tháng 3 năm 1977 của Elvis Presley cũng sẽ được mang ra đấu giá. Ngoài ra, còn có một bức thư viết tay của nhạc sĩ nhóm Beach Boy Wilson gửi cho Mike Club, em họ và cũng là bạn cùng nhóm Beach Boy. Vật phẩm này dự kiến sẽ được bán đấu giá với giá ít nhất là 10.000 đô la Mỹ. Cuộc đấu giá trực tuyến sẽ được phát trực tiếp và diễn ra vào thứ Bảy ngày 31 tháng 8 tới đây.